Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất là vui hôm nay em Tuấn gặp lại quý vị và các bạn trong một cái mẫu đài mới. Đây là chiếc Panasonic, một cái dòng đài thuộc về phân khúc giá bình dân thôi các bác ạ. Nói chung là cái tầm giá hơn 1 triệu cho một chiếc đài đang hoạt động hoàn hảo, kể cả là phần băng cassette cũng như là radio, và đặc biệt là có cả đường kết nối line-in, thì đó cũng là một cái sự lựa chọn rất là hợp lý các bác ạ. Chiếc đài này em đang giao lưu với giá rất là tốt, chỉ có 1 triệu 600 ngàn đồng thôi cho một chiếc Panasonic GX CS710 các bác nhé. Và dòng này thì nghe cũng rất là hay. Chúng ta nghe nhẹ nhàng cũng như nghe những bài nhạc bolero, nhạc vàng thì cũng rất là hay. Qua cái phần kết nối nghe những nhạc mạng về thì cũng có những cái điểm rất là hay, vì cái kho nhạc ở trên mạng thì nó rất là nhiều bài và chúng ta sẽ không bị nhàm chán. Đấy, thỉnh thoảng chúng ta có thể là lôi ra nghe những cuốn băng, nghe những cái tốc độ chậm rãi, để chúng ta nghe lại những cái giai điệu ngày xưa, hoặc là chúng ta nghe radio cũng rất là tốt, nghe tin tức thời sự cũng như là giải trí về cái phần đêm khuya thì chúng ta cứ mở cho đài nói thôi, thì chúng ta cũng đem lại một những cái giấc ngủ vào ban đêm cũng rất là tốt. Đấy, nhiều bác lớn tuổi thì rất là khó ngủ đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta mở có tiếng radio thì cũng đó cũng là một cái phần giúp cho cái sức khỏe chúng ta được tốt hơn, đem lại những giấc ngủ nó vào tự nhiên hơn. Đó là những cái phần chia sẻ của em Tuấn, và mời quý vị các bạn chúng ta cùng đến với video này nhé. Và mời quý vị các bạn chúng ta sẽ xem cái phần thân nhựa. Thân nhựa thì tất nhiên cũng có sức sát theo năm tháng, vì cũng 3-40 năm rồi, cũng không thể tránh khỏi được. Nhưng nó đang còn lành lặn sạch sẽ và đang còn cứng cáp các bác nhé, không hề bị vỡ dập một tí nào cả. Đây là phần loa bên trái này, và đây là phần cục giữa. Quai sách anten là zin hết các bác nhé, zin hết các bạn. Loa bên phải này rất là đẹp. Chúng ta sẽ để ý cái phần chrome nhé. Dòng này thì phần chrome của Panasonic thì nó sẽ ghi màu, nó sẽ mạ cái màu xám xám, màu nòng súng các bác nhé. Nó sẽ tương đồng với như là cả cái phần mạ của phần phím nút này. Đấy, rồi những cái công tắc gạt, cần gạt chức năng này. Đấy là nó giống nhau hết các bác nhé. Đấy, các bác để ý cả cái phần căng sắt này cũng đang còn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Loa bên trái này. Đấy, cũng rất là ok. Nhựa thì lành lặn sạch sẽ hết nhé. Phần căng sắt vẫn đang còn đẹp, không bị rỉ, không bị méo móp gì cả. Dòng Panasonic này thì tuy giá thành nó rất là hợp lý thôi, nhưng cái độ bền của nó cũng khá là cao các bác ạ. Độ bền của nó phải sánh ngang với Sony luôn, vì em bán cũng rất nhiều đài Panasonic rồi nhưng mà về thấy cái độ lành của nó rất là tốt. Chúng ta sẽ có 3 cái nút cần gạt ở trên trước cửa đây, và chúng ta rất dễ sử dụng các bác nhé. Rất ít nút. Đấy, chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái nút thứ hai và nút thứ ba thôi. Cái cần gạt thứ hai này thì đầu tiên này là chỉ là FM, stereo và mono thì chúng ta bỏ qua. Chúng ta quan tâm đến cái cần gạt thứ hai này này, là cần gạt chính nhá. Gồm có băng dây, để dưới cùng là băng dây, ở giữa sẽ là radio và trên cùng là kết nối line in aux. Là chúng ta sẽ cắm điện thoại, máy tính, TV và các thiết bị thu Bluetooth. Còn ở bên phải này thì có 4 băng tần của radio, gồm có FM, AM, FW1 và FW2, rất là dễ sử dụng. Ở dưới đây có 6 7 cần gạt, thì cái cần gạt cuối cùng là volume các bác nhá. Đây là volume này. Đấy, to nhỏ. Tiếp theo là cái cân loa trái phải và 5 cần gạt của bát trung tép. Và dưới đây là tổ hợp phím của phần băng cassette, stop này. Đấy. Play đây. Rất là tiện. Nói chung là chức năng thì nó cũng rất là dễ sử dụng. Và phần phía sau lưng thì chúng ta có dây zin nhá, dây loa zin này, nắp pin zin, jack nguồn, jack line-in. Đấy. Bác nào mà mua thì em sẽ tặng các bác cả cái dây line-in này nữa, các bác về chỉ việc dùng thôi. Ok. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần test thử cái chức năng băng cassette nhé. Chức năng măng vẫn đang chạy rất là tốt nhé. Tua tới và tua lui thì đều hoạt động rất là ok này. Đấy.
Tôi có người vợ ngoan đẹp như trăng mười. Ok, và tiếp theo chúng ta sẽ test qua phần radio. Và chiếc này bắt radio cũng rất là nét nha các bác nhé. Kéo anten lên và chúng ta sẽ test phần FM trước. Đây, cái chúng ta sẽ gạt cái nút chức năng lên trên FM này. Chúng ta để cần gạt thứ ba này ở chế độ FM. Bắt rất là nét. Là bắt đầu hơi ham, nghĩa rằng là thay vì ví dụ như với mỗi cái khoảng cách của một giữa các quy cực một ở giữa hai cái quy với nhau nó phải đảm bảo là 5 mét. Biết là ở tại Phú Thọ thì cái nội dung về sinh hoạt hát xoan đã được đưa vào rất nhiều các cái cuộc sinh hoạt ngoại khóa hiện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào giờ cao điểm từ 11 giờ đến 15 giờ 30 và từ 20 giờ đến 23 giờ 30 hàng ngày. Ai em ở nước thứ hai các bác nhé. Lớn để giải quyết cái bài toán về nguồn lực thì nhiều ý kiến cũng cho rằng là cần xây dựng quỹ bảo vệ di sản hoặc là đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa. Theo bà thì cái việc đồng một ký thì đó là một cái mối lợi rất là lớn và không khéo rồi sẽ đổ xô nhau. Ok, đi trồng và lại. Và chúng ta sẽ test qua phần line in. Em vừa test cái chức năng FM và AM thì bắt rất là tốt nhá. Và chúng ta sẽ test qua phần line in thì chúng ta gạt cái nút chức năng này lên ở phần line in, có chữ line in này này các bác nhá. Và chúng ta sẽ nghe những cái bài nhạc qua mạng. Tiếng rất là hay. Hàng cây xanh thắm mộng trên con đường ngày xưa hai ta chung tôi. Equalizer hoạt động rất tốt nha các bác nhá. Chúng ta có thể chỉnh bát trung tép theo ý muốn mình. Sắc tím bằng lăng anh thương màu áo trắng. Loa phải này, loa trái, hai loa. Đây là volume các bác nhá. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước. Anh mong xanh bước cùng em vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung trời. Ok, và em Tuấn xin phép được dừng cái video test chiếc đài Panasonic CS710 ở đây. Đây là một dòng đài thuộc phân khúc bình dân và có độ bền cao cũng như là giá cả hợp lý. Chỉ có 1.600.000 đồng thôi, em Tuấn đã bao ship cho các bác rồi. Bác nào chuyển khoản đủ thì em tặng các bác 2 cuốn băng nhé. Đấy, cực kỳ là ưu đãi cho các khách hàng quen thuộc ở bên kênh em Tuấn. Và bác nào mà cọc 500.000 thì số tiền còn lại các bác nhận đài thanh toán nốt cho bưu điện giúp em thì em chỉ tặng các bác 1 cuốn băng thôi. Đấy, rất là ưu tiên các bác nào đã tin tưởng cửa hàng, chuyển khoản đủ cho em Tuấn nhé. Số điện thoại của em Tuấn cũng như là số Zalo 0822111444 nhé. Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video clip lần sau nhé.